Chào các bạn em. Bây giờ thì tôi đang ở xóm Bảo Biên 1. Giờ thì tôi sẽ đi loanh quanh đây nhé. Xem những cái gì đẹp nhất thì tôi sẽ quay lại cho anh em xem nha. Kia là đồi chè. Đây. Đây là công trình văn hóa kỷ niệm 50 năm ngày. Thank you.
Thank you.